Sau hàng nhiệt độ điện chào các bác. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2020. Em lên sóng một con điều hòa của hãng Hai Cực Đẹp các bác nhé. Một con máy đã vệ sinh sạch sẽ, ngon lành, vỏ còn rất là đẹp. Nói chung là phải nói một con máy đẹp xuất sắc luôn. Một con của hãng Hai. Con này sản xuất năm 2012 mà cứ đẹp như là những con đời rất là cao ấy. Đấy. Một con máy đẹp xuất sắc nhé. Em bán con này là 4.2 triệu đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. 4.2 triệu kèm điều khiển đa năng các bác nhé. Nhiệt độ đang test xuống 17 độ các bác này. Dàn bọn Hai này thì nó màu xanh, rất là đẹp, trông rất là bắt mắt. Còn thực tế thì các hãng khác thì nó vẫn đẹp nhưng nó không phun màu xanh, chứ mình nhìn nó không bắt mắt bằng con này. Con này các bác nhìn dàn cực đẹp luôn. Dàn như mới nhá, chiếc máy gần như là chưa dùng, rất là đẹp luôn. Dàn nó cũng đồng trong này, nó ốc luôn. Máy chạy êm đẹp. Nói chung là một con máy đẹp xuất sắc, không có gì để chê ạ. Các bác nào mà đang có nhu cầu quyết lấy thì các bác những con em đăng lên này toàn con đẹp. Các bác lấy sớm thì có nhiều máy đẹp sớm. Còn về sau thì đương nhiên là nó vãn đi thì bọn em sẽ máy móc sẽ không thể nào nhiều như là các bác đang chọn được. Con máy rất là đẹp luôn. Dán nóng đằng sau cũng rất là mới quá nhá, gần như rất là ít dùng. Nói chung là không có gì để chê, một con máy này cả xuất sắc luôn. Nhìn zin từ con ốc. Nhìn zin từ con ốc coi nhá, bảo hành 6 tháng. Đấy, giá 4.2 triệu, chưa có phí vận chuyển, chưa có đi hoa đi kẹp. Các bác nào mới thì các bác phải mua một máy điện 100V các bác nhé. Chứ các bác phải mua một bộ đổi nguồn từ điện 220V sang điện 100V. Công suất tối thiểu là 1.500W thì mới chạy được cho chiếc máy này nhé. Máy thì công suất nó chỉ có 600W thôi. Nhưng mà khi mà các bác mua thì mua công suất lớn dư ra. Đấy, còn các bác chưa có thì em bán là 400.000. Các bác nào lấy liên hệ nhé. Chào các bác.